Một ngày mới lại đến. Khởi đầu câu chuyện về sự phát triển nỗ lực của tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Từ buổi sơ khai, chỉ với 13 thành viên đã vươn vai thành tập đoàn hùng hậu. Với hơn 10.000 nhân viên, với khao khát bằng sức mạnh công nghệ tiếp thêm dinh khí cho đất nước và khẳng định trí tuệ Việt Nam với toàn thế giới. Thành lập ngày 13 tháng 9 năm 1988, FPT khởi đầu với 13 thành viên. Theo đà phát triển, năm 2002, FPT tiến hành cổ phần hóa và năm 2006 chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến nay, cổ phiếu FPT luôn là một blue chip trên thị trường chứng khoán. Đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và viễn thông, FPT đã được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất năm 2003, liên tục đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng lớn. Bên cạnh đó, FPT là đối tác chiến lược, nhà phân phối chính thức của các tập đoàn lớn trên thế giới như IBM, Microsoft, Oracle, HP, Nokia, Samsung và Cisco. Ông Bill Gates, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Microsoft phát biểu: "Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam là FPT. Tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới." FPT phát triển không ngừng với tốc độ trung bình trên 40% một năm. Năm 2008, doanh thu của FPT đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu sự lớn mạnh toàn diện và khẳng định vị trí tập đoàn công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Với sức mạnh công nghệ thông tin, FPT đã đóng góp một phần đáng kể tiếp sức cho sự phát triển của đất nước. Lấy công nghệ thông tin làm nền tảng, FPT hoạt động trên các lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm, xuất khẩu phần mềm, dịch vụ ERP giúp các doanh nghiệp quản lý hoạt động hiệu quả. FPT vinh dự được chọn là một trong những nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin trong chương trình xây dựng chính phủ điện tử, phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông, sản xuất sản phẩm công nghệ, viễn thông, nội dung số, đào tạo. FPT không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực mới nhằm tối đa hóa lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư như bất động sản, đầu tư, ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ. Những thành tựu FPT đạt được chính nhờ vào sự đam mê sáng tạo, tận tụy hết mình của đội ngũ lãnh đạo và hơn 10.000 cán bộ nhân viên. Nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề sống còn của sự phát triển nền công nghệ thông tin Việt Nam. Đại học FPT đặt cho mình sứ mệnh trở thành trường đại học thế hệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới. FPT góp phần chấp cánh cho thế hệ tương lai. FPT tự hào có nền văn hóa ưu việt, đặc sắc với các giá trị cốt lõi, tôn trọng, đổi mới, đồng đội, thấm nhuần cho các thế hệ FPT. Các hoạt động văn hóa mang đậm nét truyền thống và tinh thần tự hào dân tộc của người Việt Nam. Trách nhiệm xã hội với FPT, trước hết, đó là nỗ lực kinh doanh để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên. FPT chia sẻ những khó khăn của cộng đồng như trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lụt, hiến máu nhân đạo. FPT hỗ trợ công nghệ để phát triển mạng cộng đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, hỗ trợ giáo dục cho thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin và vun sới tài năng trẻ Việt Nam qua các chương trình Trí tuệ Việt Nam, thi Olympic tin học, toán học, thi lập trình trên điện thoại di động. Bước vào thập kỷ phát triển thứ 3, FPT khẳng định tiếp tục theo đuổi chiến lược vì công dân điện tử dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và viễn thông. Hợp lực sức mạnh tổng hợp từ tất cả các công ty thành viên để đưa các sản phẩm và dịch vụ công nghệ vào thị trường tiêu dùng đại chúng. Và nay,
FPT đang trên con đường ra biển lớn. FPT hiện đã có mặt tại 9 quốc gia trên thế giới, thể hiện khát vọng rạng danh Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới. FPT mong muốn trở thành tập đoàn toàn cầu, luôn đổi mới, luôn tiên phong trong công nghệ thông tin và viễn thông, nỗ lực lao động, sáng tạo, cung cấp nhiều hơn nữa sản phẩm và dịch vụ hữu ích, tiếp nguồn sinh khí cho triệu triệu khách hàng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng, một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần. FPT tiếp nguồn sinh khí.